Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào các bạn nè. Hôm nay á, Sài Gòn Du Hí sẽ cùng các bạn đi đến khu du lịch Suối Tiên để tham quan Vương quốc Cá Sấu nha mọi người. Thì về cá sấu mình đã giới thiệu trong một cái video ở Thảo Cầm Viên rồi. Nhưng mà ở khu du lịch Suối Tiên này á, có đến 25.000 con cá sấu. Kinh khủng khiếp quá. Và mình sẽ thỏa sức ngắm nhìn các cư dân cá sấu phơi mình trên mặt nước nha. Let's go nào. Mọi người nhìn thấy nè, rất nhiều cá sấu. Thì khu du lịch Suối Tiên á, tên đầy đủ là khu du lịch văn hóa Suối Tiên và nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn trên tuyến xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9 thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một khu vui chơi giải trí được thiết kế lồng ghép vào các hình ảnh lịch sử và truyền thuyết Việt Nam như là Lạc Long Quân nè, Âu Cơ, Vua Hùng, Sơn Tinh Thủy Tinh. Thì cá sấu á, là loài bò sát lớn, ưa thích môi trường nước và chúng sống trên một diện tích rộng của khu vực nhiệt đới. Thì nó có xu hướng là sinh sống ở những vùng sông và hồ có nước chảy chậm và thức ăn rất là đa dạng. Chủ yếu là các động vật sống hay đã chết cũng như là cá. Ở đây đặc biệt là có dịch vụ cho cá sấu ăn mọi người. Đây một cái cần mà cho cá sấu ăn như vậy là 3.000 ha các bạn ha. Thì mình có hỏi các cái dịch vụ ở đây á, là cái thức ăn này là cái gì á, thì họ trả lời là cái này là phổi của con heo á. Đó các bạn thấy nè. Nhìn nó nằm trôi lững lờ bất động nhưng mà khi có đồ ăn á, nó rất là nhanh luôn á. Hết cái hồn luôn á. Mọi người xem nè. Cái này là chơi là cũng thử thách lòng can đảm, giống như là nó tát một cái là cũng hết hồn, cũng rất là sợ. Thì cá sấu là rất nhanh nhẹn khi mà trong một cái khoảng cách ngắn, thậm chí là ngoài môi trường nước, và chúng có quai hàm cực khỏe và bộ răng sắc nhọn để xé thịt. Cá sấu là những kẻ đi săn kiểu mai phục vậy đó. Chúng chờ đợi cho cá hay là động vật sống trên đất liền đến gần, sau đó là tấn công chớp nhoáng luôn. Thì là động vật ăn thịt có máu lạnh, cho nên là cá sấu có thể sống nhiều ngày mà không có cần thức ăn, và hiếm khi thấy chúng cần thiết tích cực đi săn mồi. Mặc dù là có vẻ ngoài rất là chậm chạp, nhưng cá sấu là những kẻ săn mồi thượng hạng trong môi trường của chúng. Và người ta còn thấy là một số loài cá sấu dám tấn công và giết cả sư tử, thậm chí là cả cá mập. Rất là ghê ha các bạn ha. Vào đây thì các bạn thấy rất là thư giãn khi mà mình chơi cái trò chơi là cho cá sấu ăn. Nhữ nhữ vậy đó các bạn. Một nơi mà rất thú vị để cho các em nhỏ đi trong dịp hè này ha. Thì ngoài cá sấu ở đây mình có thể tham quan một số cái loài khác nữa. Giống như là một khu vườn có nhiều cái chủng loại khác nè. Các bạn nhìn thấy nè, một đống rùa luôn. Wow. Nhìn lúc nhúc. Nhìn cái gì nhiều quá cũng thấy sợ hết. thì cái vé vào cổng này là 30.000. Còn cái vé mà mình phải mua để vào cổng Suối Tiên là 120.000 cho người lớn và 60.000 cho em bé ha các bạn ha. Tức là dưới 1m4. Trong cái khu du lịch Suối Tiên này có rất là nhiều khu trò chơi luôn á. À các bạn nhìn nè, đây là những con cá sấu con á, vừa mới đẻ thì được bỏ vào một cái chỗ khác để nuôi riêng. Nhìn nó nhỏ xíu dễ thương ghê ha. Các bạn nào thích đem về làm thú cưng không nè? Rất dễ thương, rất xinh xắn luôn. Mình nghĩ là vào cái khu du lịch Suối Tiên này thì đi chắc là một ngày sẽ không có đi nổi hết tất cả các cái khu vui chơi. Rất là nhiều nơi luôn các bạn. Đây là các em nhím này. Rất là gai góc luôn. Nếu mà thích video này á, thì các bạn cho mình một like, share, subscribe nha. Mình sẽ từ từ giới thiệu từng cái khu của khu du lịch Suối Tiên đến với các bạn. Nhớ like, subscribe và share dùm cho mình ha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Và bye bye, hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.